Rất vui vì ngày hôm nay Thùy Trang đã dành thời gian cho chương trình Chuyện Trưa 12 giờ trong ngày đặc biệt 8 tháng 3 như thế này. Xin chào Nguyên Bảo, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện Trưa 12 giờ. Thùy Trang nè, phải nói là khi mà bạn giành được tấm vé lịch sử để bước vào World Cup 2023 thì cảm xúc lúc này của bạn như thế nào? Như mọi người đã biết thì đội tuyển Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn của đại dịch Covid. 20 trên 23 cầu thủ đã dính Covid, thì toàn đội đã rất là nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để giành tấm vé vào vòng World Cup. Bản thân Trang cũng như tất cả cầu thủ thì rất là vui sướng, hạnh phúc và rất là tự hào vì những nỗ lực của toàn đội đã bỏ qua. Bỏ ra. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự nỗ lực đã có được một kết quả xứng đáng giống như mình mong đợi. Khi mà giành được tấm vé lịch sử để bước vào World Cup 2023 như vậy, đó là niềm vinh dự, niềm tự hào cho cả đất nước Việt Nam, cho cả đội tuyển bóng đá nữ. Đối với cá nhân của Trang thì nó có ý nghĩa như thế nào? Đối với cá nhân Trang thì đó như là một bước ngoặt, là một mốc lịch sử mà Trang không thể nào quên trong cuộc sống. Những cố gắng và những nỗ lực mà Trang đã bỏ qua trong thời gian qua thì đã được đền đáp một cách xứng đáng. Trang rất là sung sướng. Khi mà mình đến với bất kỳ một công việc nào đó thì mình phải có duyên với nó. Vậy cơ duyên nào đã đưa Trang đến với bóng đá nữ? Trang cũng nghĩ là Trang đi theo con đường chuyên nghiệp như thế này. Giống như là cái nghề nó chọn mình, mình không có chọn nó. Mình cũng có một chút đam mê và sở thích ngay từ nhỏ. Định hướng từ anh trai của mình, định hướng cho mình vào trường đại học thể dục thể thao. Nhưng mà mình cũng không nghĩ là mình đi theo con đường chuyên nghiệp. Năm 2009 thì Trang có tham gia giải sinh viên mở rộng. Thì lúc đó thì Trang để thể hiện tốt nên các thầy ở trên trung tâm này cũng có sự chú ý liền, để mắt tới. Đến năm 2010 thì các thầy mới làm việc với các thầy ở dưới trường học thể dục thể thao, thì có ý là mời Trang về tham gia cùng đội. Bà cũng được biết là Trang tốt nghiệp chuyên sâu ngành bóng đá của trường đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Và có nhiều người sau khi mà tốt nghiệp như vậy thì sẽ chọn về làm giáo viên nè, hoặc là huấn luyện viên thể dục thể thao tại các trung tâm văn hóa. Vậy đối với Trang, tại sao chọn đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp đầy thử thách như thế này? Trang cũng không nghĩ là mình đi theo con đường này. Mình cũng cảm thấy đi theo con đường này rất là vất vả. Đặc biệt là nữ, hy sinh nhiều, thử thách cũng nhiều. Nhưng mà đặt ra câu hỏi và cũng đặt ra cái mục tiêu cho mình. Mình có thể vượt qua những cái thử thách đó, những khó khăn đó một lần. Mình thử một lần để xem thử mình có đạt được cái điều đó hay không. Bất kỳ công việc nào cũng vậy, nó sẽ có những khó khăn, những thách thức đôi khi làm cho mình bị chùn bước. Vậy với Trang, có khi nào Trang thấy nó quá khó khăn, nó áp lực mà mình muốn dừng lại cái công việc hiện tại của mình? Trang cũng từng nghĩ là mình sẽ dừng lại để ổn định cuộc sống, để cân bằng lại cuộc sống. Tại vì có một thời điểm thì gia đình Trang cũng có nhiều biến cố xảy ra, rồi chấn thương rồi ập tới với Trang, thì Trang cũng lúc đó thì cũng buồn và cũng thấy chán. Thì lúc đó Trang cũng có suy nghĩ là dừng lại, nhưng mà nhờ có mọi người xung quanh, bạn bè, thầy cô, ban giám đốc động viên an ủi Trang, thì Trang một lần nữa lại có suy nghĩ, đã thay đổi suy nghĩ của mình. Có những suy nghĩ tích cực hơn, rồi cái đam mê của mình vẫn còn, nên Trang tiếp tục. Bảo thấy là Trang có nhắc về biến cố của gia đình. Bảo hỏi một câu nha, từ nhỏ khi mà Trang tham gia bóng đá có được gia đình ủng hộ hay không? Rồi sau này theo con đường học đại học thể dục thể thao chuyên ngành bóng đá thì gia đình có ủng hộ hay có phản đối mình, là bắt mình phải học thêm một cái ngành nào đó khác không? Từ nhỏ là ba mẹ đang hay đi chơi thể thao lắm, nhưng mà ba mẹ không thích. Không thích đúng không? Dạ, ba mẹ thật sự không thích. Bỏ hiểu cái cảm giác đó. Giống như tại vì tại sao con gái mà đi đá banh? Cái đó là cái câu hỏi chung của tất cả các phụ huynh sẽ đặt ra. Nhưng mà đó là niềm đam mê rồi. Trang mê từ nhỏ nên giờ Trang cố gắng rồi để thuyết phục ba mẹ năng như thế nào? Năn nỉ ba mẹ, rồi nói chung là cũng hứa với ba mẹ là con sẽ làm được và con sẽ thành công. Cũng có hứa với ba mẹ cũng có niềm tin và con cũng đồng ý.
Không ấy cho và lời hứa đó thì ngày hôm nay đã trở thành hiện thực, và tin chắc rằng là không những quý vị khán giả tự hào về Trang mà ba mẹ cũng đang rất là tự hào về Trang. Trang là niềm hạnh diện cho cả gia đình của mình. Và một lần nữa thì cảm ơn những chia sẻ của Trang rất là nhiều trong ngày hôm nay. Và bây giờ nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì Trang gửi một vài lời chúc đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nhé. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì Trang xin chúc một nửa thế giới một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ, ý nghĩa, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Rồi đối với cá nhân của Bảo, thay mặt cho quý vị khán giả thì Bảo cũng gửi lời chúc 8 tháng 3 đến Trang cũng như là với các bạn trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có một ngày thật trọn vẹn, thật ý nghĩa của mình. Và trong thời gian sắp tới thì lúc nào cũng sẽ có một cái sức khỏe thật tốt, một tinh thần thật sảng khoái, lúc nào cũng đón nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực, tập luyện thật hăng say để chúng ta mang về nhiều thành công hơn cho chính bản thân của mình cũng như là làm rạng danh cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn Nguyên Bảo, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện Trưa 12 giờ.